Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mạng Review. Và ngày hôm nay Review xin giới thiệu với các bạn về chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Olympus K-Media C2. Đây là máy ảnh kỹ thuật số nha các bạn. Dòng máy kỹ thuật số xưa. Và cái độ phân giải của nó là 2 MP. Dòng K-Media là được nhiều bạn rất là thích nha. Hiện nay trong cái trào lưu mà chơi lại những chiếc máy ảnh xưa như thế này và chụp ra những cái ảnh hình nó kiểu xưa xưa lạ lạ đó thì rất là thích những dòng máy của Olympus K-Media nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc máy này nha. Đầu tiên thì mình gắn thẻ nhớ đây nha, thẻ nhớ đây nè. Đó. Này mình gắn ở đây nha. Các bạn thấy là cái hình ở đây, cái hình này nó có đường chéo kìa nè, mình gắn vô. Gắn nhẹ nhàng là ok. Đó. Còn pin thì mình gắn đây nha. Thì máy này nó có là sử dụng hai viên pin AA. Thì các bạn lưu ý là đối với những dòng máy như thế này thì các bạn nên mua những viên pin mắc tiền hoặc đại khái là có thể là những viên pin sạc nha. Pin sạc là những pin khi mình hết pin rồi thì mình cắm vào cái đế sạc để mình sạc cho máy. Thì những viên pin như thế này thì đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Còn các bạn mà mua pin giá rẻ quá, ví dụ mua 5.000 hoặc 10.000 vậy đó, thì những viên pin đó là không có đảm bảo cho máy hoạt động nha. Khi mình gắn pin vào trong máy thì mình chú ý đây nè, có hai cái dấu cộng dấu trừ nè. Dấu trừ là bên đây ha, dấu cộng là bên đây, vậy là được nè. Đó, giống như cái hình trên đây nè. Ok, mình đóng nắp lại. Rồi sau khi mình đóng nắp lại thì bên đây nó có cái chỗ này là để mình cắm dây sạc hoặc là USB ha. Nếu mà các bạn có tìm được cái USB thì các bạn sẽ kết nối để mà copy ảnh vào máy tính bằng cái đường này ha. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn đây. Mình bật nguồn đây nha. Thì cái máy này khi mình bật nguồn thì nó như thế này. Cái màn hình này nó tắt tới thui như này ha. Thì mình sẽ ngắm vào cái view ngắm bên đây. Cái view đây gọi là cái view bán quang học đây nha. Ngoài ra bạn muốn hiện cái màn hình này lên bạn bấm nút này nè ha. Bấm một cái. Đó. Rồi, kế đây mình muốn chụp thì mình bấm nhẹ nút này nha. Mình bấm nhẹ đây nè. Đó, mình bấm vậy là ok đó nha. Nè. Đó. Rồi, cái trên cái màn hình này, cái số này, cái số 18 này là hiển thị là hiện nay mình còn có thể chụp được 18 tấm nha. Khi mình chụp mình muốn zoom xa gần thì hai cái nút wide với tele đây nè. Bây giờ mình ngắm này mình đó nó zoom lại đó ha. Còn giãn ra nè. Đó, là wide tele. Khi mình chụp thì nó có cái đèn led đây nha, mình bấm nút qua bên đây thì là nó sẽ là cái này là chế độ chống mắt đỏ nè. Cái này là luôn luôn mở led nè. Cái này là tắt đèn led nè. Cái này là auto nha. Cái này chụp đèn led vào ban đêm. Cái này là auto nè. Các bạn nhìn hình khi mà bạn auto thì nó sẽ không có cái hình gì trên đây hết nha. Còn các bạn bấm vào đây là chế độ chống mắt đỏ. Nó có cái hình con mắt đó. Thì nó xuất hiện cái hình màu đỏ nè, cái hình giống như con mắt ở đây nha. Mình ấn tiếp qua đây là luôn luôn mở đèn led. Luôn luôn mở đèn led đó là ra ngoài trời sáng hay vô bóng tối thì nó cũng mở đèn led hết nha. Còn chế độ auto lúc đầu mình nói là khi mà ra trời sáng đủ ánh sáng nó sẽ không mở đèn led. Và vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn led nha. Mình bấm tiếp qua bên đây nữa là tắt đèn led. Nó xuất hiện đây là tắt đèn led. Mình bấm tiếp qua bên đây nữa là chế độ đèn led vào ban đêm. Tức là khi mình chụp đèn led vào ban đêm á, thì mình mở cái chế độ này nó sẽ hiệu quả hơn, cái ảnh nó sẽ đẹp hơn, nó có hậu cảnh và tiền cảnh. Mình bấm vào tiếp này là chụp đèn vào ban đêm mà có chế độ chống mắt đỏ luôn, hình giống như con mắt đó các bạn. Mình bấm cái này là chế độ auto đèn led là bình thường. Bên đây nó có cái nút này, cái hình giống như bông hoa này, mình bấm qua đây á, là chế độ bình thường. Mình bấm vào đây ha, là chế độ là macro. Chụp macro là chụp hoa lá cành á, ví dụ như mình chụp chiếc nhẫn mình nè, những cái vật thể nhỏ nhỏ như thế này nè, gọi là chụp macro nha. Mình bấm qua bên đây nữa là chế độ bình thường. À, mở chế độ macro và tắt chế độ macro. Thì các bạn lưu ý chỗ đó, khi nào mà xuất hiện cái hình bông hoa đó là chụp chế độ macro. Đó, hình bông hoa đây ha. Rồi mình tắt chế độ macro nè. Rồi tiếp theo thì cái máy này muốn xem lại hình ảnh đã chụp với các bạn tắt đây nha. Các bạn bấm cái này tắt lại, sau đó bạn bấm nút này nè. Đó, là nó sẽ cho phép mình xem lại hình ảnh đã chụp. Đây, đó, cái hình mình vừa chụp xong nè, cái hình này nó ra màu xanh nhạt giống như màu nhật chứ nha các bạn. Các bạn muốn xóa hình này các bạn bấm ok đây nè. Bấm nút qua bên đây ha. Bấm nút qua cái nữa. Bạn thấy ở đây có hình cái thùng rác nè. Đó, bạn bấm ok cái là nó sẽ xóa nè. Đó, hiện nay đang còn 15 ảnh nè. Mình muốn xóa tiếp nè, bấm qua đây, bấm lên trên này, bấm nút xóa thì nó sẽ còn lại 14 ảnh nha. 14 ảnh đã chụp trong máy đó. Rồi.
Tiếp theo thì mình mở này ra nha, mở nguồn ra. Rồi hiện nay là cái máy này còn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chỗ OK này, mình bấm OK này là những cài đặt trong máy. Nó có những cái thẻ đây nha, cái nào mình biết mình sẽ hướng dẫn, còn nào không không biết thì mình nói là không biết nha các bạn. Mình bấm qua bên đây thì bạn thấy số 0000 đó, mình bấm qua cái nữa thì cái này là bù trừ sáng. Khi mà mình muốn cái hình muốn nó tăng ánh sáng lên thì mình tăng lên nè ha, mình thấy cái màn hình nó sáng hơn chút xíu. Đây mình giảm ánh sáng thì cái hình nó tối hơn nè. Bình thường các bạn chụp với các bạn để giá trị không là OK nha. Rồi các bạn bấm OK đó trở về. Rồi xuống dưới này bạn bấm qua bên đây thì các bạn chú ý về đèn LED nè, cái này là các chế độ đèn LED mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha. Nó các chế độ về đèn LED đó. Rồi mình bấm xuống dưới này nữa thì bấm nút qua. Thì cái này là chế độ chụp liên tục. Đầu tiên cái hình đầu tiên nó có một cái ô đó là chụp liên tục, là chụp một tấm nha, chụp một tấm. Mình bấm xuống đây là chế độ là quay chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ tức là mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Mình bấm xuống đây là chụp liên tục, nó có thể chụp 3 tấm liên tục, bấm này tạch 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 3 tấm liên tục nha. Xuống đây là chế độ quay phim. Các bạn nào muốn chọn chế độ muốn chuyển cái máy này qua chế độ quay phim thì mình bấm OK là nó sẽ quay phim nha. Đó, khi mình bấm quay phim thì nó sẽ xuất hiện cái hình giống như cái máy quay phim đây nè các bạn. Đó là chụp chế độ quay phim, đó là chuyển qua chế độ quay phim. Còn các bạn muốn chuyển qua chế độ chụp thì các bạn xuống đây ha. Bấm nút qua nè, bấm nút xuống chỗ này ha, bấm nút qua nè. Và chuyển lên chế độ cái hình một người nè, một một cái hình đây nè, một cái ô vuông đó đó là OK, là chụp là chế độ chụp hình ảnh mà chụp một tấm. Mình bấm nút qua bên đây nữa, cái này là chế độ macro, hồi nãy mình đã giải thích rồi, cái này là tắt macro. Cái này mở chế độ macro, còn cái này là chụp vô cực. Khi các bạn bảo chọn OK cái này á thì bạn thấy chụp vô cực, nó cái hình vô cực này nè ha. Chụp vô cực là đại khái là chụp phong cảnh đó. Khi mà các bạn đi du lịch hoặc là các bạn đang đi ô tô mà muốn chụp phong cảnh á thì các bạn chuyển vào đây, đây là lúc nào nó cũng chụp phong cảnh hết. Còn các bạn chú ý những cái hình này ha, các bạn bấm vào đây thì bạn tắt chế độ phong cảnh ở đây. Rồi thẻ số 1 này bấm vô đây nè ha. Đó các bạn chọn lên trên này là OK. Rồi đi xuống đây nữa mình bấm nút qua thì cái này là chế độ lấy nét nha, lấy nét toàn khung và lấy nét điểm nha, bạn chọn cái nào cũng được hết. Xuống đây mình bấm nút qua nữa thì cái này là này là mình không biết rồi, cái này mình không biết nha các bạn. Cái này chụp hai tấm, cái này là cái này chế độ là chụp hai tấm nha. Nè các bạn vô đây nè, cái hình 1 2 3 4 5 6 hàng thứ cái hàng thứ sáu nha, hàng thứ sáu các bạn bấm vào đây nè, 1 2 3 khoan đó, bấm OK nè, sang khoan nha, 1 2 3 4 5 6 bấm nút qua đó, bấm vô đây bấm OK. Thì cái này là chụp hai tấm, tấm số 1 nằm bên đây, tấm số 2 nằm bên đây, nó giống như là ghép lại các bạn. Bạn cái chức năng này cũng khá là thú vị đây. Bây giờ tấm thứ nhất mình chụp cái hình cái remote đó nha. Rồi. Và nó sẽ chuyển qua tấm thứ hai, cái tấm thứ hai mình sẽ chụp cái hình cái máy chụp ảnh này đây. Đó. Rồi thì khi mình chụp xong đó, thì nó sẽ ghép hai cái hình đó lại thành một ảnh. Thì đây là một chức năng khá là thú vị nha. Bây giờ mình tắt nó đi. Bấm qua đây. Là cái chọn tắt là chụp hai tấm là ở giữa nha. Rồi bấm OK nè, nó chuyển lại chế độ bình thường lại. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hình vừa chụp cho các bạn xem nè. Mình nắn lúc này ha. Đó, nó sẽ ghép hai cái hình này lại. Này rất là thú vị nha. Cái này mình chụp cái trạng thái, ví dụ mình có một cô gái mình chụp hai hai dòng trạng thái của cô gái đó thì nó cũng hay lắm, hai kiểu khác nhau đó. Rồi các bạn bấm tiếp vào nút này. Bạn ấn nút OK ha, bấm nút qua đây. Rồi cái này là hết rồi, tiếp tục mình trở về bên đây nha, trở xuống đây nè, cái thẻ thứ hai nè, thẻ thứ hai nằm đây nè ha, bấm nút qua đây, bấm nút qua đây. Thì cái này là chế độ quay ba lăng ha, các bạn nào có am hiểu về quay ba lăng thì các bạn sẽ chỉnh quay ba lăng ở đây, còn không các bạn để là auto nha. Còn khi xuống đây đó là các bạn là chế độ chất lượng hình ảnh, thì cái này khi nào các bạn chọn số cao thì chất lượng hình ảnh cao, số thấp thì chất lượng hình ảnh thấp. Thì đối với những cái máy này mà các bạn muốn ra hình nó cổ cổ xưa xưa thì các bạn chọn chất lượng hình ảnh thấp thôi, hoặc là các bạn nào có thẻ nhớ thấp đó thì các bạn chọn số thấp thôi, bạn chọn số thấp này nè, số càng thấp thì chất lượng thì cái mình chụp được nhiều hình hơn nha.
Còn mình chọn số cao thì chất lượng thì mình chụp được ít hình hơn trong cái thẻ nhớ á. Đối với thẻ nhớ thấp á thì nó sẽ có những cái chữ là SQ1, SQ2, là như là này là SQ1 mình chụp được 35 tấm này, thấy không? Cái mình xuống đây mình bấm qua nữa. Ví dụ vô xuống đây nè, mình bấm OK nè, nó sẽ là SQ2 nha. SQ2 mình chụp được 54 tấm nè, đó. Rồi tiếp theo á là mình bấm tiếp tục ở đây. Thì cái này là cái gì mình không biết nha các bạn. Cái này mình cũng không biết, không biết, không rành luôn. Rồi qua bên đây. Bên đây mình cũng không biết là gì luôn. Cái này là format thẻ nhớ. Rồi này mình không biết là gì nha. Này cũng không biết là gì luôn. Cái này là chỉnh ngày tháng nha. Đây là chỉnh ngày tháng. Rồi, OK thì mình vừa hướng dẫn các bạn sơ lược những chức năng trong đây rồi. Thì đối với những cái máy này thì mình thấy hay cái chỗ là chụp ghép hai người đó, cũng như là chỉnh quay ba lăng, chỉnh đèn LED đồ, hoặc là chỉnh chất lượng hình ảnh. OK, mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha. OK thì qua cái clip này thì mình cũng hướng dẫn sơ lược các bạn rồi, khá là đầy đủ về chiếc máy này rồi. Chủ yếu là các bạn nhìn vào những cái hình đó các bạn hiểu nha. Đây là chiếc máy khá là cưng luôn các bạn. Bạn nào mà được sở hữu những chiếc máy này rất là hay nha. OK, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ review, giúp review có thêm động lực để làm tiếp nhiều video clip khác liên quan về máy ảnh cho các bạn nha. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều hàng trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review nha. Khi nào có nhu cầu tìm cho mình chiếc máy ưng ý thì các bạn tìm vào các đường link mình để bên dưới nha các bạn. OK, hy vọng là các bạn yêu mến mình và cũng như là ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.